Chào mọi người, hôm nay là mình làm video này là để nói về cái micro thu âm không dây giá rẻ mình mua trên mạng ha. Thì mình mua thì họ bỏ một cái hộp như thế này, bên trong có một cái hộp kéo, dây kéo rất là khít và chắc chắn ha, nhưng mà rất nhỏ. Bên trong có một cuốn hướng dẫn sử dụng và hình ảnh của micro thu âm không dây. Tổng cộng là giấy này dài như thế này đây, và chủ yếu là một mặt bên là tiếng Anh, một mặt là tiếng Trung. Tổng cộng là có 2, 4, 6, 8 trang nha mọi người. Hai trang đầu là giới thiệu, hai trang tiếp theo là hình thức và làm sao sử dụng, hai trang tiếp theo nữa cũng là hướng dẫn sử dụng và cách kết nối, và hai trang cuối cùng là về thông số của sản phẩm và hiển thị đèn như thế nào. Còn bên trong sản phẩm có một cọng cáp tai si cũng khá là bóng loáng đẹp nhưng mà rất ngắn. Đây, dây này ngắn ha. Đây là hộp box. Mỗi thiết bị thu là để ở một bịch khác nhau. Mình có một cục gắn vào điện thoại cổng tai si đây. Một cục đeo lên cổ áo của mình để nói chuyện, và có một đầu lọc gió luôn. Đầu lọc gió gia công rất là lệch. Đây là sản phẩm sau khi lọc đầu lọc gió. Và sản phẩm này của mình có nút tắt mở ở đằng đây, và ở đây có cổng tai si. Về phần tại sao họ dán một cái miếng màu xanh trong ở đây, tại vì cái bề mặt này là nhựa bóng, mình đụng nhiều dễ bám vân tay và dễ bị chày ha. Những phần còn lại là nhựa nhám, các bạn đỡ bị bám vân tay và chày hơn. Thiết bị còn lại cũng vậy, như mọi người thấy ha, mình đè 3 giây để mở như hướng dẫn thì chúng ta sẽ thấy đèn chớp đỏ xanh trên sản phẩm micro. Và sản phẩm này thu thì có lẽ phải gắn vào điện thoại như thế này ha. Và sau khi kết nối thì mình thấy là có một đèn đỏ nhỏ ở đây là báo hiệu thiết bị đã được kết nối vào điện thoại, và ở đây khi đó micro của mình chuyển thành màu xanh nha mọi người. Thì bây giờ mình sẽ test thử coi chất lượng micro này thế nào ha. Xin chào mọi người, mình đang đứng sát gần điện thoại đây, mình đang đeo thử mic trên cái phần cổ áo của mình thế này ha. Và mình đang nói chuyện và mình sẽ đi thử coi cái mic này sẽ sai được bao nhiêu. 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô, 6 ô, 7 ô, 8 ô, 9 ô, 10 ô, 11, 12, 13, 14, 15. Đây là khoảng cách khoảng 15 ô gạch. Thì theo thông tin nhà bán hàng thì họ nói là mic này có thể cách xa đến 20 mét, rồi nếu mà bị cản bởi vật cản thì khoảng 7 mét đó. Bây giờ mình đang cách khoảng 15 ô gạch. 15 ô gạch này là của mình là một ô là khoảng 40 cm, thì mọi người cứ nhân lên ha. Bây giờ mình đi ô thứ 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 25 là được khoảng cách là 25 x 4 là 10 mét. Đó, đây là khoảng cách 10 mét. Thì mình nghĩ là chất lượng cũng không có giảm nhiều đâu. Nếu mà làm vlog mà xa cách 10 mét như thế này là cũng khá xa rồi. Giờ mình sẽ đi xa hơn nữa. Chắc xa tới qua đây thì không biết nói chuyện là có nghe không. Đây là loại micro giá rẻ ha. Mình đang đi qua tới đường, phía bên đường luôn nè. Qua tới bên đây là đường này là rộng như 8 mét thì phải qua tới mặt đó. Nếu mà nói khoảng cách 20 mét là ở đây là 20 mét nè. Không biết cái chất lượng âm thanh có giảm không thì mình sẽ đi từ từ vô. Mọi người vẫn còn nghe rõ mà. Đây mình đang đi. Đang đi và thu hẹp các khoảng cách lại. Thì micro này mình thấy là thu tiếng cũng ổn đó, trong tầm giá rẻ cho bình dân á, thì tầm giá của nó thì mình thấy là cũng hợp lý, nhất là đối với cái loại micro không dây. Và pin của họ nói là từ 6 đến 7 tiếng. Theo góc độ của mình thì khi mà các bạn mua có hai cục thu á thì có thể xài đến tầm 10 tiếng hoặc hơn như đó, thì có thể giúp chúng ta xài được lâu. Và đặc biệt cái micro này á là hỗ trợ cổng tai si như thế này, chúng ta có thể thay phiên nhau và sạc, và độ bền của cổng tai si thì tốt hơn cổng micro USB. Theo góc độ của mình thì nãy giờ mình đang đi và mình đang nói đây, thì mọi người sẽ tự cảm nhận cái chất lượng micro như thế nào ha. Thì để sử dụng được cái micro này thì mình thấy là có nhiều bạn comment là tôi mua micro này nhưng tôi không sử dụng được thế này thế kia. Thực chất là mình đã có một video nói về việc quay vlog mà lại không sử dụng được cái mic
micro kiểu này rồi thì chúng ta phải đổi phần mềm sử dụng ha. Thì mọi người có thể tham khảo video đó trong kênh của mình, là mình nói về cái vụ mà tai nghe, thì mọi người có thể tìm trong cái khu vực video của mình và tìm từ khóa tai nghe Bluetooth gì đó. Mình nhớ mình có làm rất là lâu rồi, để giải quyết một số vấn đề như là tại sao quay mà lại không có tiếng. Theo góc độ của mình thì micro này vẫn thu được luôn những tiếng càn xe, tiếng rít, tiếng nẹt bô ha. Làm cái micro này thì mình thấy là ghi là khử ồn. Nhưng góc độ của mình thì khử máy âm như máy móc linh tinh thì khử cũng khá ổn. Đó, thì nãy giờ mình đang nói về cái micro này thì mọi người nghe và cảm nhận thử ha. Đó, bây giờ mình đang thu hẹp lại đây, mình sẽ ngừng video tại đây. Thì coi như đây là video thử nghiệm của micro, thì qua đó các bạn cảm nhận nha. Rồi, thì video mình làm tới đây, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào mọi người nha.